Sáng ngày 25 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về tội tham ô tài sản. Đó là Lê Hữu Tiến, nguyên giám đốc công ty cổ phần cơ khí và xây dựng công trình 878, Trần Việt Hùng, nguyên phó giám đốc công ty 878, Trương Văn Huy, nguyên trưởng phòng vật tư thiết bị, cùng trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, và Lê Văn Tuấn, nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần cơ khí và xây dựng công trình 878. Theo điều tra, từ năm 2016 đến năm 2018, các đối tượng đã có hành vi lập khống hồ sơ, hợp thức chứng từ kế toán để rút hơn 34 tỷ đồng của công ty cổ phần cơ khí và xây dựng công trình 878 tại số 31 Lý Đạo Hành, phường Phú Bài, thành phố Huế, thuộc Tổng Công ty Công trình Đường sắt. Liên tiếp thời gian gần đây, các bệnh viện nhi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và điều trị nhiều bệnh nhi bị viêm cơ tim. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Quang, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1, trung bình mỗi năm bệnh viện chỉ tiếp nhận khoảng 9-10 ca viêm cơ tim cấp hoặc tối cấp. Riêng năm nay, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, bệnh viện đã điều trị 3 ca. Các triệu chứng của bệnh thường không điển hình, khó nhận biết nên dễ bỏ sót. Khởi đầu, trẻ thường sốt nhẹ, mệt mỏi, ho, sổ mũi hoặc nôn, buồn nôn. Trường hợp nặng, trẻ sẽ mệt, ngất, khó thở, đau ngực, tím tái, tay chân lạnh, rối loạn nhịp tim, trụy tim mạch. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, phó khoa tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, viêm cơ tim là bệnh lý với đặc trưng diễn tiến nhanh, dễ gây nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh khởi phát với triệu chứng tương tự nhiễm siêu vi hoặc rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, khi trẻ xuất hiện thêm các dấu hiệu nặng như mệt, tím tái, khó thở, phụ huynh cần đưa đến bệnh viện ngay để được can thiệp kịp thời. Nợ xấu nội bảng được Ngân hàng Nhà nước công bố vào cuối năm 2022 ở mức 1,92% so với quy định ở mức dưới 3%. Đây là tỷ lệ nợ xấu nằm trong ngưỡng an toàn. Mặc dù vậy, theo số liệu thống kê từ các đơn vị chuyên cung cấp dữ liệu tài chính, trong quý 4 năm 2022, nợ xấu mới tăng thêm hơn 56.000 tỷ đồng. Con số này tăng đột biến và lớn hơn nhiều số nợ xấu hình thành trong quý 3 năm 2021. Thời điểm nền kinh tế chịu ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa do dịch COVID-19, sự gia tăng tỷ lệ nợ xấu chủ yếu đến các khoản nợ có khả năng mất vốn, nhóm 5 đã tăng hơn 30.000 tỷ đồng, tăng 70% so với cuối năm 2021. Hai ngân hàng thương mại có nợ xấu tăng mạnh là VB Bank. Vào cuối năm 2022, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 4,57% lên 5,73%. NCB có tỷ lệ nợ xấu tăng từ 3% lên đến gần 18%. Ngoài ra, các ngân hàng khác mặc dù nằm trong ngưỡng an toàn nhưng nợ xấu cũng đang tăng. Như Sài Gòn Bank tăng từ 1,97% lên 2,12%. Liên Việt Postbank tăng từ 1,37% lên 1,46%. Đặc biệt, các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước như BIDV cũng có nợ xấu tăng từ 1% lên 1,16%. Vietcombank tăng từ 0,64% lên 0,68%. Đối với trường hợp Sacombank, tỷ lệ nợ xấu nội bảng đã giảm từ 1,47% xuống còn 0,98%, nhưng vẫn còn hàng chục ngàn tỷ đồng nợ xấu ở ngoại bảng dưới dạng trái phiếu đặc biệt của VAMC. Theo Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, để ngăn ngừa nguy cơ nợ xấu phát sinh, ngành ngân hàng sẽ tăng cường thanh tra giám sát an toàn vĩ mô và vi mô, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý đối với các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng, tự xử lý nợ xấu bằng các biện pháp đôn đốc khách hàng trả nợ, bán phát mãi tài sản bảo đảm của khoản nợ, bán nợ theo cơ chế thị trường, sử dụng dự phòng rủi ro, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và chất lượng công tác thẩm định tín dụng. Khu nhà có dấu ấn của vua Bảo Đại được xây dựng từ thời Pháp đang tồn tại trong khuôn viên trường học ở xã Ehoc, huyện Cư Cu In, tỉnh Đắk Lắk. Do không được trùng tu sửa chữa nên công trình này đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm cho hàng trăm học sinh và giáo viên. Thầy Nguyễn Văn Nghĩa, giáo viên trường trung học cơ sở Ehoc cho biết các giáo viên trong trường cũng đang rất lo lắng vì nhà Bảo Đại đã xuống cấp hư hỏng nặng. Đặc biệt vào mùa mưa, gió lớn làm mái nhà rung lắc ầm ầm, khiến cả giáo viên và học sinh đều run sợ.
Trường nhiều lần báo cáo lên cấp xã để xin ý kiến về biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trong trường, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cư Cu Yên cho biết đã chỉ đạo cán bộ văn hóa, cán bộ phòng kinh tế hạ tầng trực tiếp xuống trường kiểm tra, rà soát lại khu nhà, thậm chí có thể rào khu vực lại để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Ngày 25 tháng 2 tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao, Ban Quản lý Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc tổ chức kỷ niệm 1980 năm ngày mất Hai Bà Trưng, 6 tháng 2 năm 43, 6 tháng 2 năm 2023. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thủ Đức. Đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã có nhiều công trình thiết thực đóng góp cùng thành phố trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Sau gần 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, đến nay các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hàng năm hội luôn thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về tuyên truyền giáo dục, về an sinh xã hội và hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, phát triển kinh tế, về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Vào 20 giờ hôm nay ngày 25 tháng 2, lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2022 sẽ diễn ra tại nhà hát Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5 và trên các nền tảng trực tuyến của báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngoài phần lễ chính là công bố và trao các danh hiệu quả bóng vàng, quả bóng bạc và quả bóng đồng cho các cầu thủ nam nữ, cầu thủ futsal, cầu thủ nam trẻ xuất sắc, cầu thủ nữ trẻ xuất sắc và cầu thủ nước ngoài xuất sắc, ban tổ chức còn đem đến cho người hâm mộ một bữa tiệc âm nhạc ánh sáng lung linh, tạo nên một bầu không khí thật sôi động, hấp dẫn. Trong các hạng mục giải thưởng nêu trên, người hâm mộ đặc biệt chú ý tới giải thưởng quả bóng vàng nam 2022 và quả bóng vàng nữ 2022. Ở hạng mục của nam, những ứng viên cuối cùng là Văn Quyết, Tiến Linh, Văn Lâm, Hùng Dũng và Hoàng Đức. Trong khi đó, Huỳnh Như, Bích Thùy, Thùy Trang, Kim Thanh và Tuyết Dung sẽ cạnh tranh với nhau ở hạng mục quả bóng vàng nữ 2022.